chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Từ hình ảnh một người thừa kế giàu có, chịu chơi, gắn liền với siêu xe và chân dài, Cường Đô La đang chứng tỏ mình là một doanh nhân thực sự. Anh truyền thông nhiều hơn trên báo chí và Facebook cá nhân gần 600 người theo dõi của mình. Mặc dù khẳng định tôi là doanh nhân chỉ biết làm chứ không biết diễn, nhưng bởi vì quá nổi tiếng vì những điều ngoài phạm trù kinh doanh, Cường Đô La vẫn thường bị công chúng nghi ngờ về tài năng kinh doanh. Cường Đô La, thiếu gia giàu có, đam mê siêu xe. Nhắc đến Cường Đô La, tên mà mọi người gọi Nguyễn Quốc Cường, điều đầu tiên người ta nghĩ tới là siêu xe. Là một phép tính sơ, nếu mỗi xe thường chạy trong 6 tháng đến 1 năm thì phải mấy chục năm mới chạy hết chỗ xe của Cường. Tuấn Combat, người chăm sóc xe cho Cường chia sẻ trên video review Ferrari F8 Tributo mới đây. Là người tiếp xúc gần gũi với chủ nhân của những chiếc siêu xe, Tuấn Combat kể lại rằng Cường đam mê chiếc xe một cách đặc biệt. Anh ấy nói mỗi cái xe có một tính cách khác nhau, tùy mốt, tạm dịch là tâm trạng của mình thế nào mà chạy xe phù hợp. Ví dụ đang bực mình mà ngồi trên chiếc Porsche là muốn đập xe luôn vì nó rất cứng, nhưng nếu lúc đó ngồi trên chiếc Ferrari là nhiều khi lại dịu mình lại. Một câu chuyện mà Tuấn Combat rất ngạc nhiên về Cường Đô La. Có mấy lần bơm bánh bị cứng quá, có thể anh ấy chạy thấy hơi cứng hoặc đọc chỉ báo trên đồng hồ trong xe, anh đi xuống. Khi thấy bánh bị cứng, ví dụ nó bơm 2,5 kg, cần giảm xuống 2,3 kg để làm dịu xe, anh ấy chỉ cần lấy chìa khóa hay cái gì đó chọc vô cái vòi là xì đúng số ký luôn. Tuấn kể, bình thường mình phải dùng đồng hồ bấm cho đến khi ký về, nhưng anh ấy làm quen đến độ đó. Chắc phải là kinh nghiệm nhiều lắm, số km anh ấy chạy chắc phải cả triệu chứ không bình thường đâu. Tuy nhiên điều mà Tuấn Combat thích thú nhất ở Cường Đô La là ý thức chăm xe để nó luôn đạt phong độ cao nhất như các hãng siêu xe mong muốn. Theo Tuấn, Cường có thể mua một xe năm xe, có thể dễ dàng hỏng cái này mua cái khác, nhưng Cường chơi xe đúng chuẩn với sự tiết kiệm của người Nhật chứ không phá, đó là đam mê đích thực. Cường luôn nói rằng, mua được cái xe chỉ là bước bắt đầu, mình chơi nó làm sao, mình chăm nó làm sao, mình tận hưởng nó làm sao mới là quan trọng. Cường là một doanh nhân. Nguyễn Quốc Cường sinh năm 1982 là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, nữ thủ lĩnh của doanh nghiệp mang tên con trai bà, Quốc Cường Gia Lai. Đó từng là doanh nghiệp bất động sản hàng đầu với những dự án cao cấp trước khi rơi vào khủng hoảng từ năm 2011. Cái tên Cường Đô La đã lột tả đầy đủ sự giàu có, chịu chơi của một thiếu gia bất động sản. Cường nổi tiếng với dàn siêu xe, cả tai tiếng từ showbiz bởi mối tình với các chân dài nổi tiếng nhất Việt Nam. Tuy nhiên, Cường nhiều lần khẳng định, bản thân tôi chưa bao giờ nhận mình là Cường Đô La. Với tôi, cái tên Cường Đô La chưa bao giờ tồn tại. Vì theo Cường, khi mình không phải tên đó thì cũng không dành sự quan tâm hay suy nghĩ gì tới chuyện đó. Với chuyện siêu xe, Cường nói đơn giản rằng tôi mua xe chỉ vì đam mê, không có mục đích gì khác. Khi Quốc Cường Gia Lai lên sàn chứng khoán năm 2010 và công bố bản cáo bạch, nhiều người mới biết Cường đã đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh từ năm 2004, kiêm vai trò người công bố thông tin. Giải thích việc đảm nhiệm chức vụ người công bố thông tin dù bản thân nhiều tai tiếng, Nguyễn Quốc Cường nói, người công bố thông tin phải có sự chắc chắn và sâu sát về hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra các phát biểu chính xác. Tôi đã đồng hành với công ty nhiều năm kể từ khi là doanh nghiệp tư nhân, IPO cho tới khi niêm yết nên nắm rõ nhất các thông tin để trả lời nhà đầu tư. Đây là lý do ban giám đốc chọn Cường làm người công bố thông tin. Vào thời điểm hiện tại thì chưa tìm ra người thay thế nên tôi vẫn làm. Tuy nhiên trong tương lai, khi tìm được người thay thế, Cường sẽ không làm nữa. Trên thực tế, người đứng ra giải thích các biến cố trong hoạt động kinh doanh, giải quyết các vụ khiếu nại, trả lời báo chí đều là mẹ của Cường, bà Nguyễn Thị Như Loan. Ngoài chuyện siêu xe, showbiz, Cường chỉ được báo chí réo tên cùng Quốc Cường Gia Lai mỗi khi công ty gặp tin xấu, thông tin về mức lương bèo bọt tại doanh nghiệp, hoặc thậm chí là soi báo cáo quản trị xem có tên Hồ Ngọc Hà trong vai trò là vợ, người có liên quan hay không. Một lãnh đạo của công ty chứng khoán Sài Gòn, người có thời gian làm việc với Nguyễn Quốc Cường khi công ty tư vấn niêm yết cho biết, Cường rất dễ chịu và là một người kinh doanh, chứ không có cách cư xử kiểu dân chơi bạt tử như mọi người đồn đại. Một lãnh đạo khác trong giới tài chính đầu tư nhận xét, Cường không linh tinh như lời đồn đâu, anh ấy đàm phán rất giỏi. Tuy nhiên, tài năng kinh doanh của Cường trên truyền thông là ẩn số. Sự nghiệp riêng của Nguyễn Quốc Cường. Tháng 11 năm 2018, Nguyễn Quốc Cường từ chức Phó Tổng Giám đốc ra khỏi Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Cường trả lời phỏng vấn trên báo Tiền Phong. Thực ra tại Quốc Cường Gia Lai, dù với vai trò chức vụ gì, tôi vẫn là người làm công lương. Nhiều người cứ nghĩ tên công ty có tên tôi là của tôi, nhưng thực tế không phải như vậy. Sở dĩ tôi từ chức là vì tôi muốn tìm cho mình hướng đi riêng.
Và hướng đi đó là Cường thành lập công ty mang tên Tránh Nghĩa Quốc Cường. Sản phẩm đầu tay là chung cư cao cấp 36 tầng tại Bình Dương, mang tên Sea Skyview Bình Dương. Cường cho biết có kế hoạch đầu tư kinh doanh lâu dài ở vùng đất này. Thực tế, công ty cổ phần Tránh Nghĩa Quốc Cường thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2018 là công ty con của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Vốn điều lệ ban đầu của Tránh Nghĩa Quốc Cường là 1.169 tỷ đồng. Trong khi đó, Quốc Cường Gia Lai góp đến 873 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 74,68%. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2019, chỉ sau 4 tháng thành lập, Quốc Cường Gia Lai thông báo giảm tỷ lệ vốn góp tại đây và sau đó đã thoái vốn hoàn toàn. Hiện tại, Nguyễn Quốc Cường là người đại diện pháp luật cũng là tổng giám đốc của công ty cổ phần Tránh Nghĩa Quốc Cường, Sea Holdings. Có thể thấy rằng, vợ chồng Nguyễn Quốc Cường, Đàm Thu Trang đang gây dựng một đế chế riêng tại Bình Dương và thể hiện rõ ràng hơn bản sắc cá nhân tại cơ ngơi này. Đầu tư xây dựng chung cư Sea Skyview Bình Dương, tôi không nghĩ nhiều về lợi nhuận. Tôi muốn thông qua sản phẩm để chứng minh cho người ta thấy sản phẩm của tôi xứng đáng để đặt niềm tin, Cường Đô La chia sẻ. Ngoài đầu tư bất động sản, vợ chồng Cường kinh doanh chuỗi nhà hàng ẩm thực Hồng Kông Sitao. Khai trương nhà hàng đầu tiên tháng 2 năm 2018 tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Sitao liên tục mở thêm nhiều chi nhánh khác tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tháng 9 năm 2019, Cường Đô La khai trương nhà hàng Sitao đầu tiên ở Bình Dương. Dàn siêu xe và xe thể thao của đội Sea Passion với số lượng lên tới hơn 15 chiếc đã tề tựu chúc mừng, thu hút không ít sự quan tâm của người dân xung quanh. Trong một live stream hồi năm 2018, Cường cho biết Sitao nằm trong dự án Sea Concept được vận hành bởi hai vợ chồng. Một công ty khác trong hệ thống này là công ty cổ phần dịch vụ du lịch Sea Travel cũng đã xuất hiện. Tháng 4 năm nay, trong đại dịch COVID-19, Tránh Nghĩa Quốc Cường và Sea Travel Gia Lai thực hiện các hoạt động từ thiện như tặng cho ngành y tế Gia Lai hệ thống Real-Time PRC xét nghiệm COVID-19. Các công ty của Cường không chỉ chủ động truyền thông bằng cách xuất hiện trên báo chí, mà với lợi thế từ Facebook cá nhân có đến gần 600.000 người theo dõi, Cường thường xuyên chia sẻ hoạt động của doanh nghiệp, các dự án và ý kiến cá nhân về hoạt động từ thiện như một cách quảng bá hiệu quả cho công ty. Gần nhất, Cường Đô La hé lộ về cơ sở mới thuộc chuỗi rửa xe đúng cách mang tên Aeroswap, được quảng cáo là chuỗi rửa xe đúng cách đầu tiên tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ rửa xe chuyên nghiệp. Chuỗi này có cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, giá rửa xe khởi điểm từ 120.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Trả lời bình luận của người hâm mộ, Cường khéo léo nói, hôm nào rảnh anh gái ủng hộ và trải nghiệm thử dịch vụ bên em nhé. Với việc chia sẻ nhiều hơn về các dự án kinh doanh, Nguyễn Quốc Cường đang dần thay đổi nhận thức của công chúng số đông rằng Cường Đô La không chỉ là thiếu gia thừa kế tài sản từ mẹ mà còn là doanh nhân đích thực. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.